Như vậy thì qua hơn 1 tiếng rưỡi tôi còn nghe 5 bài học trò, thì bây giờ đến phần đặt câu hỏi học đường, xin mời quý đồng nghiệp có thể đặt câu hỏi, có thể được chế đặt câu hỏi, có thể các bạn scan để đặt câu hỏi, hay là các bạn có thể biểu dạy ở cái chủ tịch đoàn của tôi để không còn chấp hành phòng công viên trả lời được những nghiệp vụ. Xin mời. Vâng, tôi là bác sĩ Nguyễn Quốc, giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện Việt Đức. Xin có một tin gì comment cho câu hỏi trong mấy cái phản hồi vừa rồi. Bây giờ rất cảm ơn các diễn giả, chị mời rất là hay và chi tiết liên quan đến cập nhật liên quan đến khu trung đông. Tuy nhiên liên quan đến hai vấn đề tôi cũng vừa trao đổi vừa câu hỏi một chút, tức là cái vấn đề là điều trị khi mà đã có biến chứng xuất huyết tiêu hóa đối với cái khu trung đông. Thứ hai là thường khu trung đông không có thiết bị sâu, thứ ba là các cái biến cố ở trên não khi mà xảy ra thì chúng ta xử lý như thế nào. Còn vấn đề thứ nhất tức là bây giờ có một số quan điểm mới, khi chúng ta chữa được tiêu hóa mà chúng ta ngừng trung đông thì nó sẽ ngược lại các cái biến cố của tim mạch, và chúng ta đang dùng trung đông thì nó xảy ra biến cố. Thứ hai là cái biện pháp điều trị xuất huyết tiêu hóa là thực sự là kể cả nó soi so và clip nó chỉ có cái limit của nó. Thêm giờ có một phương pháp mới tôi nghĩ rằng nó rất là hay, đó là can thiệp mạch lúc mạch chảy máu, lúc mạch chậm lại. Cái đó đã được thực hiện ở Việt Nam rồi và thành công rất là tốt. Vậy thì với phương pháp đó nó sẽ cho phép, theo quan điểm của tôi, nó cho phép chúng ta có thể không phải sử dụng trung đông đến mức cực đoan như là ở một số trường hợp chảy máu nặng. Cái thứ hai là chúng ta tiềm năng được cái chảy máu rất rõ ràng và chắc chắn là hơn rất nhiều. Thậm chí là con tôi đã nhìn một số anh bác sĩ tự soi tiêu hóa, tôi thấy hơi thương những anh ấy. Vì trước đây cái động tác mà click mà cầm máu là rất đắt hàng, còn bây giờ có phải là cái hàng của các anh em chọn cuối mà cầm máu rồi. Thì đấy tôi muốn hỏi các bạn có bên này quan điểm của bạn như thế nào về vấn đề đó. Cái vấn đề thứ hai liên quan đến những cái khối thiết bị sâu thì tôi cũng chỉ comment với tôi đi ở nước Thượng Hải, chúng tôi có một cái ở sự một cái phác đồ tất cả các khoa, tất cả các bệnh nhân 1.000 bệnh nhân đều được đi nhau hết cái phác đồ cho bệnh nhân nguy cơ cái khối thiết bị sâu. Cái nhất, cái thứ hai là cái phác đồ, cái thứ hai là các thầy nói rất đúng, tức là vì điều trị kéo dài thì chúng tôi ít nhất là 2 năm trở ra. Vì ngoài những chuyện là phòng tái phát khối ra, chúng ta có những tác dụng rất quan trọng là để dự phòng các cái biến cố hoặc chứng hậu cấp khối đến cơ sở chúng tôi kéo dài, hay là khuyến cáo các bạn dùng chúng tôi kéo dài như trình bày của các thầy hôm nay. Nên thứ ba liên quan đến tai biến đã xảy ra rồi, không biết là quan điểm của các thầy như thế nào khi mà nói chuyện với các nhà thần kinh học. Vì khi chúng ta bị tai biến hoặc là nhồi máu não suốt não thì mời thần kinh bao giờ thầy cũng nói là ngừng chúng tôi hết. Đấy, tại sao lại dùng, vì là ngừng thì có 10 bệnh nhân thì sống 7-3, nếu dùng tiếp thì chết 7-3. Tôi bảo là không muốn chết nào, muốn sống cả. Vậy quan điểm có thể sử dụng chống đông thì ở đó như thế nào? Ví dụ bệnh nhân đang có bị van tim hay van tim cơ học, họ đang dùng mấy 5% van mà để chúng ta xem van tim thì dùng chống đông thì rủi ro như thế nào? Chỉ đến các diễn giả chuyện đó, chỉ thế thôi. Xin cảm ơn đồng nghiệp về xin trả lời hỏi rất là nhiều câu hỏi và tất cả các câu vì đó là đầu rất là kỹ và cũng đang có rất là nhiều kinh nghiệm, và đó chúng tôi sẽ mong phép là xin chia sẻ thêm. Còn về mặt bản thân tôi tham gia báo cáo bài đầu tiên là cái vấn đề mà chúng ta gặp trong phần lâm sàng là xuất huyết tiêu hóa, thì chúng ta thì có bốn bệnh nhân chúng ta đã từng can thiệp quanh và bị sai ta gặp những suy tiêu hóa còn có lại có cơn động mạch ví dụ như rung nhĩ rồi tức thì suy tiêu hóa vẫn là cái cơn đầu tiên. Và trong trường hợp nếu như trong trường hợp mà chúng ta đã giám định từ cái lần đang điều trị theo hướng 3 thuốc 2 thuốc 1 thuốc thì cái vị trí căn bệnh nó quan trọng. Ví dụ chúng ta đang là thân chung, hiện tại chúng tôi hiện nay có những ca là thân chung thì chúng ta đang được thân chung mà mới quá thì chúng ta phải cân nhắc của chúng ta phải bảo vệ nó cho tới lúc chúng ta có thể bảo vệ trước khi chúng ta có thể khuyên cương thì một cái tân cương thì vấn đề là tắt trong xe là mình chân liền, còn vấn đề là mình nhận xuất huyết thì ta có thể truyền máu, truyền máu giữ được đó là xuất huyết tiêu hóa, còn các phần não thì sẽ có các phần hiện các phần lợi tiết. Riêng về xuất huyết tiêu hóa thì chúng ta tập trung giữ sinh hiệu nguyên nhân, đồng thời chúng ta điều trị nguyên nhân được càng sớm càng tốt đấy, thì điều kiện tiêm mạch cho phép và cái người can thiệp tiêu hóa cái nội soi và phẫu thuật họ cho phép tiếp cận thì đó là chúng ta nói như là nước mặt đó là đi cái đường khác cho nên
chung phải một cái chánh chéo mà chúng ta là không dám nghiên cứu, đó là cái chuyện không quan trọng. Chúng ta là không dám nghiên cứu để mà nghiên cứu thì quá chất không đồng ý. Nhưng mà một cái chánh thân chung một mặt mặt trái hoặc là mặt gần của mặt mặt phải quá ưu thế, và chúng ta lại nghiên cứu ngay khi khi có xuất huyết bình thường thôi, có nghĩa là xuất huyết không nặng, thì lúc đó là ta có quá đà, phản ứng quá đà, một cái biến cố mà chưa có đây mà. Nhưng mà thì cũng xin kiểm tới cái đồng nghiệp không làm cần thiết, nghĩa là chúng ta hỏi bác sĩ cần thiết thì vị trí nó quá quan trọng rồi, và sau đó chúng ta sẽ có hội chẩn gọi là cổ tim hay là đa chuyên ngành, thì chúng ta có một sự thương lượng đồng thời tại giải pháp tức thời. Biết xin mời thì mình cho thêm cái câu. Dạ, cảm ơn bác sĩ Phong đã trả lời với quan trọng những câu hỏi của đồng nghiệp. Mục đích của câu hỏi đồng nghiệp hỏi đang trong trường hợp xuất hiện tiêu hóa là tìm đi đủ mặt theo chỉ thị của đồng nghiệp là một phương pháp tốt để giúp cho chúng ta giải quyết tình trạng này. Từ hoàn toàn đồng nghiệp, nhưng mà trong xuất hiện tiêu hóa ta luôn nhắc ở một cái vấn đề xuất hiện tiêu hóa thì chúng ta sẽ coi xuất hiện ở đâu, bất cứ ở chỗ nào. Giả sử chỉ chúng ta đủ mặt sẽ có hiệu quả đến những trường hợp xuất hiện khối u tròn vào đến một cái nhánh động mạch nào đó mình mới mổ được. Chứ còn nếu cái là xuất hiện ở cái thang tổ thì hầu như nó không có hiệu quả. Và lúc đó cái vấn đề điều trị xuất hiện tiêu hóa là phụ thuộc vào cái vấn đề nó phải làm thế nào để giảm được cái tác dụng gây xuất huyết, tác dụng không đóng máu của cái tác nhân chúng ta dùng thôi, chứ không phải là hoàn toàn do vậy. Có điều bây giờ nó vẫn chưa có trong những cái ai lan về vấn đề xử lý xuất huyết tiêu hóa, kể cả ở nhân viên sinh hay là trong bệnh nhân lên trong cái phạm đồ của mình thì người ta chưa nêu vấn đề đó ra, mà ta điều chung và thậm chí ta cho cái điều kiện rugby cố đặt cái hàng như vậy, hoặc là chúng tiện cầu vẫn nhiều hơn để ta phối hợp hơn thôi. Nhưng mà một cái đặc hiệu như vậy là khi rồi vẫn không như vậy. Tiếp theo thì chúng tôi xin mời bác sĩ Phong trả lời câu hỏi là chọn đông là trong trường hợp nghiêm giải như thế nào. Kính thưa thầy, thì cái sử dụng nội mạch trong điều trị bệnh nhân mà thiếu tối cắt mà những trường hợp bệnh nhân mà hậu cắt thì người ta ghi nhận là đối với trường hợp hậu không cắt những bệnh nhân mà hậu không cắt được cái đó thì đây là những nhóm bệnh nhân mà có thể xảy ra rất là sớm, làm vài tuần đến vài tháng là biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân thì bệnh nhân có đau tim tụt rút hoặc là có đau ở sống đốt da, và đặc biệt là bệnh nhân giảm khi mà bệnh nhân nghỉ ngơi hoặc là gây chân cao thì những trường hợp mà bệnh nhân không tính tắc thì người ta ghi nhận là những tiếp tục sử dụng chống đau, những bệnh nhân đánh giá là không có nguy cơ cao bị xuất huyết và thấy cái tỷ lệ tái phát nó thấp hơn. Còn về cái trường hợp mà những cái xuất huyết não trong khi mà sử dụng chống đau thì trong nghiên cứu recover nhớ số lượng bệnh nhân là 2448 bệnh nhân thì ta thấy cái tỷ lệ biến cố xuất huyết nặng là những trường hợp được định nghĩa là xuất huyết mà nó đe dọa tới mạng bệnh nhân, ví dụ như bệnh nhân có tụt huyết áp hoặc bệnh nhân xuất huyết vào các cơ quan quan trọng, ví dụ như là bệnh nhân xuất huyết não, xuất huyết ở tủy sống, bệnh nhân máu vào quanh sau cổ bụng, hoặc là những cái trường hợp bệnh nhân chảy máu vào cơ, hoặc là những trường hợp chảy máu vào khớp như vậy thì cái tỷ lệ xuất huyết đối với bệnh nhân mà sử dụng cái nhóm tăng ghi quan trọng là 1,6% và đối với những bệnh nhân là 1,8%. Thì trong đó thì người ta không có ghi nhận trường hợp nào là sử dụng tăng ghi quan trọng mà xuất huyết não, mà có 3 bệnh nhân sử dụng bệnh nhân bị xuất huyết. Thì em muốn có các pháp đồ để điều trị những trường hợp bệnh nhân mà xuất huyết khi gặp hoặc là khi sử dụng cái đo ánh mắt. Thì hiện nay là một thực tế rất là thường gặp. Ví dụ bệnh nhân bị run nhĩ, mình sử dụng đo ánh mắt, bệnh nhân nhào có một cái biến chứng đi qua các phẫu thuật cấp cứu, thì những trường hợp đó thì người ta có thuốc quá dài, đó là khi đang run mắt hay gọi là NASPA. Thường thường là tất cả bệnh nhân mà có sử dụng chống đông thì sẽ có cái thuốc đó để nhận thuốc để khi bệnh nhân cần quá dài khẩn cấp, nhất là những trường hợp chấn thương liên quan tới ngoại khoa thì người ta sử dụng thuốc đó rồi. Còn quan điểm em thì khi mà bệnh nhân có biến chứng xuất huyết do liên quan đến kháng đông mà có liên quan trực tiếp tới mạng bệnh nhân, đe dọa tới mạng bệnh nhân thì mình ngừng chống đông và sử dụng cái thuốc quá dài cho bệnh nhân. Thì hiện tại thì tại Việt Nam mình có cái đang lưu sử thuốc quá dài, cái đang ghi quay tăng sử dụng trong tình hình
xin phép. Lời cảm ơn bác sĩ Phong đã trả lời các bộ trực tiếp câu hỏi của đồng nghiệp và Việt Đức. Thì đây là sự hợp thêm một điểm nhỏ. Có nghĩa là bị trong trường hợp PPE và trường hợp bệnh viện sử dụng những tình huống mà chúng ta không phòng ngừa được sự an toàn đó. Thì một trong những cảm của chúng tôi cũng có thể là được đặt cái lưỡi lọc đường mặt. Đây là đường mặt để chúng ta xuyên cho cái thứ hai thì trường hợp những cái quy tắc mà do cái gì được cái dùng hàng không cái sự việc nhiều và không thể sử dụng được rồi thì chúng tôi sẽ bị tìm những bị tìm những trái đó những phương pháp mà các cái có phải chúng tôi để mà hạn chế những khi bị sự việc cho bệnh nhân thì thứ tư là đặc biệt là vì cái phần đặc biệt là vừa rồi chúng tôi cũng giao một trường là giao phim so thì thay mặt cho tụi tôi tôi rất là cảm ơn cả bộ phụ huynh đã và những kiến thức rất là cập nhật và những kiến thức nhiều cho chúng ta và